Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Facebook Marketing by Phan Anh. Hướng dẫn các anh chị cách bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook, một công cụ bán hàng rất là tốt tại thị trường Việt Nam. Như tôi đã nói là Facebook là công cụ đứng số 1 tại thị trường Việt Nam về cái khả năng tương tác và bán hàng, cũng như là khả năng quảng cáo tốc độ vô cùng là nhanh chóng, đúng không ạ? Và video này thì tôi xin phép giới thiệu với các bạn một cái tài sản lớn, tài sản trí tuệ của tôi. Đó là hai cuốn sách ở trên mặt bàn tôi đây. Cuốn sách thứ nhất là cuốn sách bán hàng trên Facebook từ vỡ lòng trở thành chuyên gia. Vâng. Cuốn sách này thì tôi đã xuất bản cũng lâu rồi, từ năm 2015 và bây giờ là thời điểm 2019 rồi. Để chứng minh cho các bạn thấy rằng là tôi đã trở thành chuyên gia Facebook từ rất là lâu rồi. Đúng không ạ? 2015 là tôi đã viết cuốn sách như này. Cuốn sách này thì dày khoảng hơn 200 trang và đã bán hết, cũng như là bây giờ không còn tái bản nữa. Đó. Cuốn sách thứ hai là cái cuốn sách quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook ở đây. Các bạn nhìn thấy đấy ạ. Vâng. Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook có chữ F được biểu thị bằng các đồng tiền, đồng đô la ở đây. Thì đây là cái cuốn sách tái bản lần thứ hai. Và cuốn sách này thì do MC Book phát hành với cái số trang nó khoảng tầm gần 400 trang. Sách rất là dày và đẹp. Đấy. Trong sách này thì còn có cả những cái voucher mua hàng. Có những voucher mua hàng và giới thiệu giảng viên Nguyễn Phan Anh đây ạ. Thì cuốn sách này bây giờ các bạn mua thì cũng tại thời điểm này cũng hết. Và các bạn đang phải đợi đến cái cuốn sách mà bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook phiên bản số 3, tái bản lần thứ 3, xuất bản năm 2019. Cũng dày khoảng chừng 450 trang, bởi vì cuốn đấy tôi viết bản mềm là hơn 550 trang. Thì in ra nó cũng khoảng tầm 450 trang. Rất là dày đẹp, có đầy đủ các hình ảnh chi tiết, đây các bạn có thể nhìn thấy. Và hướng dẫn rất là chi tiết cho các anh chị và các bạn là những cái nội dung liên quan đến việc lựa chọn sản phẩm, bán hàng, tiếp cận, tính năng Facebook Marketing này khác. Và theo đánh giá của các bạn độc giả thì họ nói rằng là đây là một cái cuốn sách mà kỹ nhất, cái cuốn sách hoàn hảo nhất về Facebook Marketing mà họ đã từng đọc. Và rất là chi tiết, rất là chuyên nghiệp. Đấy. Và lý giải của họ cũng rất là phù hợp với cái mục tiêu của cuốn sách này. Thì hai cái cuốn sách này là cái hai cuốn sách mà tôi viết, cái cuốn này năm 2015. Cuốn này thì tôi viết năm 2017 và xuất bản năm 2017-18 là đã bán hết rồi. Thì bây giờ tôi đang xuất bản cái cuốn số 3 năm 2019. Và sắp tới thì tôi cũng sẽ xuất bản thêm một cái cuốn sách có tên là Marketing Online 4.0 nữa, cũng năm 2019. Mục tiêu của tôi là như vậy. Thì để cho các bạn nắm được, thì cái cuốn sách này, cái cuốn cách sách này mà kết hợp với cái chương trình video này là một cái bộ song kiếm hợp đích, đúng không ạ? Một cái cuốn sách cứng và một cái bộ video mềm hướng dẫn chi tiết thao tác, nó là một cái dạng tôi gọi nó là sách video, giống như cái cuốn sách này nhưng mà được nói, được hướng dẫn, được thao tác chi tiết hơn nữa. Thì đó là hai cái công cụ rất là tuyệt vời mà bất kỳ các anh chị nào mà muốn bán hàng, muốn quảng cáo, muốn kiếm tiền, muốn tăng trưởng doanh số, muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên Facebook dành cho từ sếp cho đến nhân viên, sử dụng cuốn sách này, cũng như là nên mua cái bộ video của tôi. Đấy là một cái chương trình mà tôi cũng chia sẻ với các bạn. Và cái các bạn biết rồi đấy, sách thì nó rất là rẻ thôi. Chi phí thì nó cũng chỉ chừng khoảng, đây là giá bìa là 150.000. Cuốn kia thì cũng chắc chỉ 150.000, 160.000 này. Đó phụ thuộc vào việc là nhà xuất bản họ để giá bao nhiêu, chứ tôi thì không quyết định về giá. Tôi chỉ là tác giả, tôi viết thôi. Còn bộ video thì cũng chỉ bán vài trăm ngàn cho các bạn cho một cái khóa học thôi. Rất là rẻ và rất là chia sẻ với các bạn. Vâng. Một lần nữa thì cho phép tôi được giới thiệu với các bạn ba cuốn sách, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có hai cuốn trước mặt, hay còn một cuốn đang tái bản, đang in rồi đấy ạ. 2019, đầu năm 2019 thì chúng ta sẽ được bán ra thị trường trên toàn quốc. Vâng, xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.